Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Chúng ta có tích phân từ trừ 1 cho đến 0, thì chúng ta sẽ có f3x cộng 1. Đối với cục này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân đổi biến. Mình sẽ đặt u bằng 3x cộng 1. Như vậy chúng ta đạo hàm cho hai bên. Chúng ta sẽ có du bằng 3 dx. Đạo hàm chữ x là số 1, đạo hàm số 1 là hằng số chúng ta có số 0. Tại vì chúng ta không có số 3, cho nên chúng ta sẽ chia hai vế cho số 3. Như vậy, chúng ta sẽ đổi cận. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng trừ 1. Chúng ta có trừ 1 ở đây. Như vậy chúng ta sẽ thế trừ 1 vào đây để đi tìm giá trị của u. Như vậy 3 nhân trừ 1 cộng 1. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có là trừ 2. Khi x bằng số 0. Chúng ta sẽ thế số 0 vào đây. Như vậy u bằng 3 nhân 0 cộng 1. U bằng 1. Như vậy trừ 1 chúng ta đổi thành trừ 2. Còn số 0 đổi thành số 1. 3x cộng 1 đổi thành chữ U. Còn dx bằng du chia cho 3. Tiếp tục. Tại vì ở đây là chữ U. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần đổi ngược lại hàng chữ x, thì giá trị của cục tích phân này nó không thay đổi. Bây giờ trong trường hợp này, nếu chúng ta nhìn vào hình vẽ, thì chúng ta có hình vẽ từ trừ 2 cho đến 1. Như vậy, từ trừ 2 cho đến 0, thì chúng ta có S1 là 16 chia cho 3. Nhưng ở vị trí này là phần này là phần dương. Còn qua từ số 0 cho đến số 1 thì đây là S2, đó là 5 chia cho 6 nhưng phần này là phần âm. Như vậy chúng ta sẽ tách thành hai cục tích phân. Thì chúng ta sẽ thế số vào. Thì cục này là 16 chia cho 3. Còn cục kia là phần âm, chúng ta sẽ có dấu trừ. Đó chính là 5 chia cho 6. Và bây giờ chúng ta bấm máy tính cục này. Chúng ta ra là 3 chia cho 2. Như vậy mình phải chọn 3 chia cho 2, câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.